Với một cái lượng gạo như thế này nhá, để mà được là tám này thì con cũng chỉ cho vừa phải muối thôi, không cho nhiều. Xong rồi bắt đầu đây, lượng nó chỉ như thế này thôi nhá. Này, xong con lấy hai tay đi, con lấy hai tay con đấy đây, trộn đều đây. Tại vì về sau khi mà luộc ấy thì nó sẽ đều lên. Thì đúng ra ấy, thì người ta các cụ hồi xưa thì hay chọn gạo nếp cái hoa vàng. Thế nhưng mà hiện nay thì có rất là nhiều loại gạo, là có thể thì là gạo Điện Biên này, gạo nếp nương này, hay bất cứ một loại gạo nào đó. Thế nhưng mà khi mà luộc chín lên rồi ấy, thì thành phẩm bánh đều nếu mà đủ độ lửa cũng như là về cái độ tính để đun ấy, thì nó đều là ngon cả. Thì mình sẽ chia ra làm tám. Thế nhưng mà nó trên một cái miếng thịt như thế này nhá, thì con sẽ nhìn vào đây thì con sẽ thấy nó ra chỗ thịt rất là ngon, có chỗ thịt thì sẽ là mỡ. Thì có thể mình sẽ thái theo cái kiểu là nếu mà mình mà chia ra làm tám miếng nhá, theo như cắt đôi nữa thì sẽ là chỗ này là miếng ngon và cái chỗ này nó lại hơi mỡ. Thì có thể là ta sẽ cắt theo cái kiểu chỗ này nó nhỏ nhỏ để ta thêm vào đây. Thì có thể là cứ tạm thời là chúng ta là tám đi, xong cái này là mình sẽ thêm vào ấy nhá. Cái này là cũng cắt ra làm hai và làm hai nữa. Thì là thành sẽ là thì sẽ cho thường là cô hay làm gì cảm quan cái này hạt tiêu thường. Hạt tiêu cái này là ấy chưa? Sai gì? Bác ơi đi nhá, bất cứ một món ăn gì thì đều phải có muối, chỉ là ít hay nhiều thôi nhá. Đấy thì cái này thì ta sẽ cho một ít như thế này thôi. Tại vì khi mà ướp này thì mình sẽ ướp mặn mặn một chút. Tại vì khi mà luộc thì nó sẽ thôi ra cái bánh. Đấy thì cái này thì ta sẽ cho một thìa muối kia thôi, một thìa muối gạch. Mắm này mặn lắm đấy. Nhưng mắm này mặn à? Vâng. Thì chúng ta cho 3 thìa. 3 thìa và cho hạt tiêu vào con. Em. Thế là khoảng 4 đến 5 lần xay này đúng không? Hạt tiêu đúng không? Vâng. Hạt tiêu cho nhiều tí cho nó thơm. Thế là về nguyên vật liệu là chúng ta đã xong rồi nhá. Muối, nước mắm, hạt tiêu. Đúng rồi, muối, nước mắm, hạt tiêu. Đúng ra là nếu mà ai ăn mà mình chính thì sẽ cho vào. Nhưng là cô thì hay ăn hạt nêm thì cô sẽ cho một ít hạt nêm vào thì nó sẽ rất thơm. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ chọn hai cái lá ngoài nó to và đẹp, còn hai cái lá trong thì có thể là loại bé bé như thế này thôi, không nhất thiết. Nghĩa là ở phía bên ngoài là chúng ta phải chọn hai cái lá đẹp nhất ở phía bên ngoài này. Thì chúng ta sẽ nhìn là hai cái lá này nó to này. Đầu tiên nhất là hai cái lá to này trước này, thì nó sẽ vừa đủ vào cái khuôn này. Năm phân. Đây, chắc như này luôn này. Cái này thì để lót, giữ lại để lót vào cái đáy nồi của nồi ấy nhá. Của cái nồi luộc bánh chưng. Như thế này, tức là hai cái này bằng nhau nhá. Và chúng ta chọn hai cái lá bên trong thì có thể là chúng ta lấy cái lá xấu như thế này cũng được này, hoặc là những cái lá mà nó bé ở phía bên trong, tức là tùy. Nếu mà lá to thì chúng ta sẽ cắt nhiều và lá bé nó cắt ít, chứ không phải là cái nào chúng ta cũng cắt như cái lá bé này nữa rồi nhá. Thì chúng ta chỉ cắt một tí trên này thôi này, em hiểu không? Đây, cắt ít như thế này thôi, tại vì nó đã bé và nó ngắn rồi. Còn cái này nó dài, nó nhiều thì chúng ta mới cắt nhiều nhá. Để làm sao mà, tức là con cứ án trừ là khi mà nó hết cái này và chúng nó sẽ gập xuống là nó không quá hai lần như thế này nhá. Đây thì tôi sẽ làm mẫu luôn cho con. Cái này thì lá nó xấu thì chúng ta có thể là để vào trong. Đây thì chúng ta sẽ làm luôn nhá. Hai cái lá đẹp nhất mà to thì chúng ta sẽ cho xuống dưới. Thì chúng ta sẽ gấp theo một cách là so le như thế này. Thì đầu tiên nó sẽ có một nửa bên này và nửa bên này. Thì thường ý là chúng ta sẽ úp xuống để cái mặt xanh úp ra. Đây, thì con sẽ dùng các mặt này một lửa này. Và đầu tiên ý là con cho cái cuống nó quay vào mình hướng con. Cái này cũng là úp xuống nhưng nó sẽ ngược ra so lay nhau như thế này. Đặt như thế này. Tức là cuống ra đây, cuống ngược lại. Đuôi ra đây và đuôi ngược lại nhá. Và cái mặt bóng xuống dưới. Thế nhưng hai cái lớp này thì lại là mặt bóng lại quay vào trong để cho cái gạo nó tiếp xúc vào đây nó xanh lá, con hiểu không? Và cái lá ở phía bên ngoài này để cho nó đẹp, chứ nhiều người là không biết là bị ngược đấy. Thì chúng ta sẽ cho như thế này. Đây, hai cái này
cũng là hình chữ thập. Hai cái này thì chúng ta là chém nhau, nhưng cái này thì lại là cái hình chữ thập nhá. Thì cái này nó sẽ có cái mặt tròn và cái kia thì chúng ta sẽ úp xuống đây để như thế này, con hiểu không? Cái này con để ngửa lên để tí nữa mình cầm mình nhấc lên nhá. Đây đầu tiên là như thế này, đấy đầu tiên là như thế này, và cái chỗ này là hơi bị dài quá so với cái này rồi thì ta sẽ cắt đi nhá con nhá. Tức là khi mà mình gấp vào đây này, đây, nó sẽ bằng như thế này nhá, bên này như thế, gấp sang đây, đây, nó gấp như một gói quà thôi. Đây, khi mà con giữ này, giữ chắc nhé, giữ chắc hai cái tay này, ở đây, hai cái tay này hai bên gập vào và gập xuống, tức là nhá, mình miết miết bên này này, miết bên này, mình gấp như thế này, đây, xuống. Và quay ngược thế này, còn lại tiếp tục cho hai cái tay và ấn xuống như thế này nhá, ấn xuống như thế này thì khi mà mình nhìn như thế này này, đây thì là nó vừa theo cái khuôn như thế này đấy, đơn giản như này thôi. Đây thì con đặt cái này xuống, cho vào bên trong, cho vào bên trong cái khuôn của nó như thế này. Tại sao vừa rồi là cô bảo là cho cái này xuống là mình cầm cái này thì ngược lên nhá. Đây, khi mà mở lên đây, đây, thì ta rút ra, mình rút ra, rút cái khuôn lên, rút khuôn lên thì nó sẽ dùng cái ổn như thế này, con hiểu không? Thì phía bên ngoài nhá là lá xanh để máy, xong bên trong là nó cũng xanh. Đấy, thì bây giờ là mình bắt đầu là cho gạo, định là chéo nhá, thì con sẽ cho luôn hai cái lạc xuống dưới, như thế này, cho luôn là ở dưới cái đế này, hoặc là có cách là chúng ta chỉ cần nhấc lên chúng ta cho lạt xuống cũng được. Thế thì đầu tiên là ta cũng cho một bát lạt gạo như thế này. Tức là gạo trước là phải đong hòm hòm rồi là 16 bát rồi, là 8 cái rồi, thì bây giờ con là mỗi cái 2 bát. Đầu tiên là gạo này, cho gạo vào và dồn ra bốn góc như thế này, con hiểu không? Xong bắt đầu đỗ, đỗ thì bà đã nắm sẵn cho con rồi, con chỉ tách ra làm đôi, tách ra làm đôi, cho một nửa xuống đỗ xuống trước, đúng, cho vào chỗ giữa giữa như thế này, đấy, đúng, bắt đầu con cho thịt, thịt thì chúng ta sẽ chọn là miếng to miếng nhỏ, đây, miếng to miếng nhỏ, miếng nạc miếng mỡ chẳng hạn, đây nhá, đấy, tính nói chung là cứ hai miếng, tiếp tục cho nửa cái nắm đỗ, tiếp theo, ấn nó xuống. Nắm đỗ của và tiếp tục là lượt gạo cuối cùng, lại một bát gạo như thế này, ừ, cho lên trên và sẽ dàn xuống con ạ, dàn xuống, ấn xuống, dàn xuống bốn góc, ừ. Ừ. Đơn giản thế này thôi. Đây, con đấy bên nào cũng được, con cảm thấy thuận tay nào thì con làm tay đấy. Có thể là bên trái sang hoặc là bên phải sang nhá. Đấy. Thì thường là nó sẽ vô lỗ như này. Đấy. Để cho gạo nó sẽ xuống hết. Đó. Ấn xuống. Ấn xuống. Ấn xuống. Cái đánh của chúng ta là đánh rất là to. Tại vì gạo nhiều, thịt nhiều, đỗ nhiều, cái gì cũng nhiều. Đây, thì lúc này nhá, một là vừa rồi là cô cho sẵn cái lạt rồi, hai là chỉ cần nhấc cái này lên cho cái lạt xuống nhá. Đây thì bây giờ là sẽ kéo cái khuôn này lên, cắm cái khuôn này lên, đặt cái khuôn này nhá, để nguyên đừng nhấc ra khỏi, để luôn lên tay mình, con hiểu không? Đây, xong sẵn hai cái lạt rồi, vừa rồi mình để đây, con cầm này con xoáy thôi. Cái thế này là xoáy. Cái thế này là xoáy. Xong rồi chúng ta nhét vào đây. Tiếp tục. Đó,
vào thôi. Phải mạnh vào, bắn chặt vào. Đây nhét vào đây. Thì thường là lạt ấy, thì người ta sẽ có thể là bốn cái những cái lạt của mình bé thì mình sẽ phải làm thêm lạt nhé. Thì nó sẽ ấy hơn. Đây xong, bây giờ thì chúng ta có thể bỏ cái này vào. Mình có thể điều chỉnh cái này sang. Kéo cái này sang, có hiểu không? Tiếp tục, đây. Như thế này, hai cái loại này mình có thể điều chỉnh xuống và mình sẽ thêm hai cái loại nữa. Đây. Đây nhé. Xong rồi ta xoắn. Như thế này là mình xoắn thôi. Mình ấn xuống như thế này, mình sẽ điều chỉnh. Mình kéo ra. Cái này là điều chỉnh thoải mái con ạ. Đây. Ấn xuống. Nha. Đấy, và nó sẽ có một cái tách nữa như này này. Cái lá này là lá mua hơi bị to. Thì có thể con sẽ phải như thế này. Tại vì vừa rồi khi mà lúc mà trong cái quá trình mua gói thì có thể nó hơi cứng. Thì có thể mới gói như con thì con có thể làm như này cho con này. Tắt hai cái đầu này. Xong con lấy con dao. Con tước cái này cho cô. Nó sẽ không bị cứng. Con hiểu không? Đấy. Nhưng mà khéo nhá, tước khéo không là nó sẽ sạch. Đấy. Con hiểu không? Đấy. Thì bây giờ cô sẽ làm để cho con trực tiếp làm cho là cô hướng dẫn và cô sẽ phụ con về cái lá này. Thì mình sẽ làm hai cái lá đẹp trước này. Hai cái lá đẹp trước này. Và uống này tắt đi để cho con khỏi cứng. Tại vì có những cái loại mà uống mà lá nó mềm ấy. Nó không có, tức là cái uống của nó không đến đấy thì mình không cần phải, không phải làm cái này. Nhưng mà khi mà cái này mình làm như thế này này thì ấy kia thì nó sẽ mềm đi nhá. Sẽ chọn cái này xấu nhá. Rồi, bây giờ đây bốn cái, bây giờ bắt đầu con làm đi. Con có thể gấp quá vào một tí không nhất thiết. Đây, rồi này. Nhưng mà nó phải thẳng đi. Phải thẳng. Ừ. Người bạn. Rồi. Hình gì? Chuẩn. Thế là thuộc bài lắm rồi đấy. Đấy. Như thế này. Bắt đầu đến khuôn. Con cho khuôn xuống đi. Đúng rồi. Khuôn nhá thì sẽ phải là giữa. Mình phải nhìn cái này này. Và cái này. Nó sẽ là giữa ở cái chỗ này. Con hiểu không? Nhá, rồi. 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 Con xuống, chuẩn rồi. Quay đầu. Đúng rồi, bảo lắm. Rồi. Cửa cả hai bên rồi. Không, thế là đủ rồi. Không được, bên nữa không được. Đây nhá, con mở ra đây. Đây. Con cứ mở ra, xong mà mình có thể làm lại được. Đây này, con nhìn thấy chỗ này không? Khi mà mình cắt ấy, là mình phải ấy ra thì nó sẽ không bị như thế này. Đó. Đấy. Đấy. Thì nó sẽ mềm lại hơn. Đấy. Là con làm lại đi. Không vấn đề gì. Đấy. Chuẩn rồi này. Đúng. Rồi. Rồi. Nét vào cái kia. Đấy. Mở ra. Thì cho là hoặc là kể cả là sau cũng được, là sau là trước đều được. Rồi hai cái ngược chuẩn luôn đấy. Nếu mà
phẩm có khi còn dễ làm hơn. Một miếng to thì kèm một miếng nhỏ. Rồi, một bát gạo lên trên này. Cái trên này này, con có thử gấp hai bên này, con hiểu không? Đấy, đấy, xuống này, rồi, đấy, cái này của con sẽ rất là đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cái vừa rồi của cô Huấn Hậu nữa con. Chưa biết quay vào là lạc đâu, cô hướng dẫn cháu quay lạc. Không, cứ mạnh thế thôi. Con lấy hai ngón con quạt vào. Con cầm nguyên. Cầm cứ một giữ cái chỗ này. Nhưng mà phải nên nhớ là cái này là phải giữ chắc chắn nhá, chứ không là nó bị tung ra đấy, con hiểu không? Đây cũng thế này. Con cầm này. Cầm giữ một hai cái tay này. Hai cái tay này giữ và hai cái tay này bạn. Quay được con quay bánh thôi, cái đúng chiều con được cho nó dễ được mà. Bây giờ nó lộn nó hai lạc rồi thì nó đúng không rồi. Sợ bong nữa. Con có thể quay theo nếu mà chưa chặt. Đây nhá. Đầu tiên là con phải định vị cho nó chặt như này á. Một tay chặt, tay kia xoắn giữ đi. Đúng rồi. Rồi, xoắn luôn. Xoắn thì sẽ thả cái tay này ra xuống trước. Thả đây đây. Vừa xoắn vừa thả, khi nào nó tới thì con thả nhận dần dần ra. Đầu tiên con phải siết chặt vào đã, hai tay vào, đó, xem quấn đến đâu, bắt đầu gần gần vào giật rồi nới tay, hai ngón tay của hai cái ngón tay bên trái ra. Chỉnh cái lạc cho nó thẳng, đúng rồi. Ấn cái bánh xuống, rồi, rất là đẹp. Đây, sản phẩm của con trai rất là xuất sắc rồi. Cái dưới không cần phải chỉnh con, cần chỉnh trên thôi. Đấy, cắt đi. Không cần con. Thế này về sau khi mà mình ấn mà đẹp lắm. Đừng để nó to quá, con hiểu không? Rồi. Bên trong thì kiểu này là xấu xấu thôi. Nào. Bên trong nhá thì con cứ cho cái lạc nó ngon, nhưng mà về bánh chưng thì với cơ bản là làm là phải để phẳng, không được để quăn. Để quăn thì mình gói sẽ rất là vất vả. Tiếp tục đi con. Đấy, chắc là phải cắt đi đấy, nhưng mà không cứ làm đến đâu thì con sẽ ở đây đấy. Có những cái loại lá mà nó mỏng mà nó nhỏ thì không cần tước, nhưng mà những cái lá mà nó bị cứng như thế này là mình đã được mình tước từ lúc đấy là gói thì nó sẽ không bị. Hôm nay là chỉ có mỗi con hai cái thôi, còn mình sẽ kiểm soát tất cả để phải không lại không được gói nhá. Đây là trong cái quá trình lá do mình không nói thì nó bị quăng,
mà qua thế này thì gói thì sẽ rất là vất vả. Đúng rồi.